quý vị, việc giảm xuống còn chưa đến 1 đô la Mỹ lần đầu tiên trong 20 năm đã khiến cho đồng euro rơi vào khoảng thời gian suy giảm tồi tệ nhất trong lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh dự đoán cú sốc giá năng lượng sẽ còn tiếp tục nhấn chìm các nước châu Âu trong khủng hoảng kinh tế kéo dài. Theo hãng tin Reuters, mức giảm 11,8% của đồng euro ghi nhận vào ngày 13 tháng 7 vừa qua gần như ngang bằng với mức giảm trong năm 2015, thời điểm mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB buộc phải tung ra các gói biện pháp kích thích lớn. Giới phân tích nhận định trong tuần tới, ECB sẽ nâng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm để đối phó với lạm phát đang gia tăng với tốc độ kỷ lục 8,6%. Cuộc khủng hoảng năng lượng đã và đang tác động lớn đến đồng euro và nền kinh tế châu Âu. Đồng euro giảm mạnh sau khi dòng chảy khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1 tạm ngừng 10 ngày để sửa chữa. Tuy nhiên, nếu Moscow kéo dài động thái này, Đức buộc phải sử dụng khí đốt luân phiên. Nếu đường ống dẫn khí đóng cửa trong 10 ngày và không mở lại, buộc chúng tôi phải phân bổ lượng khí đốt nhiều hơn. Có thể chúng ta sẽ chứng kiến mức yếu nhất của đồng euro. Chi phí năng lượng leo thang vốn dĩ đã gây ra tổn thất lớn cho các quốc gia châu Âu. Đức vừa ghi nhận thâm hụt thương mại đầu tiên kể từ năm 1991 và mức độ chú ý của các nhà đầu tư đã giảm xuống dưới mức bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020. Phân tích về tình trạng hoạt động trong lịch sử của các đồng tiền khi giá năng lượng tăng cao cho thấy đồng euro phải chịu tác động nhiều hơn các đồng tiền khác do cú sốc giá khí đốt với mức giảm trung bình là 4,5%. Việc đặt cược rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mức ngang giá đã tăng lên trong những ngày gần đây khi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu trở nên tồi tệ hơn. Các chiến lược gia của Nomura International dự báo rằng đồng euro có thể giảm xuống mức 0,95 đô la Mỹ đổi 1 euro vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trong kịch bản các kho dự trữ khí đốt không thể bổ sung trong mùa đông tới, thì đồng euro còn có thể giảm xuống 0,9 đô la Mỹ đổi 1 euro. Trong bầu không khí lo ngại rủi ro hiện nay trên các thị trường, đà tăng của đồng đô la Mỹ có thể tiếp tục trong ngắn hạn, đồng euro sẽ tiếp tục đà giảm. Trường hợp xảy ra kịch bản mà khu vực đồng euro phải phân phối nguồn cung cấp khí đốt cho ngành công nghiệp, nếu đó không phải là một cuộc khủng hoảng kinh tế, thì đó là gì? Việc Nga ngừng cung cấp khí đốt sẽ khiến giá nhiên liệu này tăng cao hơn mức hiện tại và khoảng 170 euro cho 1 MWh. Trong trường hợp giá khí đốt chạm mức 200 euro và 250 euro, đồng euro sẽ giảm xuống lần lượt ở mức 0,98 đô la Mỹ 1 euro và 0,95 đô la Mỹ 1 euro. Sự suy yếu của đồng euro càng làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát. Tuy nhiên, ECB không thể mạo hiểm thắt chặt chính sách vì có thể đẩy tăng trưởng kinh tế đi theo hướng ngược lại. Về lý thuyết, ECB có thể can thiệp bằng cách bán đô la Mỹ để nâng đồng tiền này như năm 2000 khi euro giảm xuống còn khoảng 0,83 đô la Mỹ đổi 1 euro. Tuy nhiên, ngân hàng báo hiệu họ có thể không hành động vào thời điểm này, có thể vì tỷ giá hối đoái thực của đồng euro so với tiền tệ của các đối tác thương mại và được điều chỉnh theo lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với năm 2002. Thưa quý vị, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 lần thứ 3 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 tại Bali, Indonesia nhằm thảo luận các biện pháp kích thích nền kinh tế toàn cầu cùng nhau phục hồi trong bối cảnh nhiều thách thức đang nổi lên. Kết quả sau ngày họp đầu tiên, các đại biểu đã nhất trí 7 ưu tiên trong hoạt động theo dõi tài chính toàn cầu. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 đưa ra 7 ưu tiên trong hoạt động theo dõi tài chính toàn cầu, gồm nền kinh tế toàn cầu và rủi ro, các vấn đề y tế toàn cầu, kiến trúc tài chính quốc tế, các vấn đề về lĩnh vực tài chính bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng và thuế quốc tế. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Andrawati đã kêu gọi nhóm G20 có hành động cụ thể để đối phó với tình trạng mất an ninh lương thực. Trên cương vị Chủ tịch G20, Indonesia tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đa phương, đúng với tinh thần G20 năm 2022, cùng nhau phục hồi mạnh mẽ hơn. Hội nghị có sự tham dự của hơn 400 đại diện đến từ các nước thành viên G20 và các tổ chức quốc tế khác, với 17 bộ trưởng tài chính và 10 thống đốc ngân hàng trung ương tham dự trực tiếp. Lạm phát trong lĩnh vực bán buôn tại Mỹ trong tháng 6 đã tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục phản ánh tình trạng lạm phát gia tăng trong nền kinh tế Mỹ. Nguyên nhân khiến lạm phát bán buôn tăng mạnh là do giá năng lượng đã tăng tới 54% so với năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ giúp đo lường sự thay đổi về giá cả của các nhà sản xuất đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi đạt mức kỷ lục 11,6% vào tháng 3.
Tuy nhiên, ngay cả khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, giá sản xuất trong tháng 6 cũng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng so với năm ngoái, giá sản xuất tăng gần 18% đối với hàng hóa, gần 8% đối với dịch vụ và giá thực phẩm tăng gần 13% so với một năm trước. Trong khi đó, giá tiêu dùng tăng 9,1%, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1981. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang xem xét có thể tăng lãi suất ở mức 1 điểm phần trăm vào tháng này. Đây là mức tăng mạnh nhất trong hơn 30 năm qua, một dấu hiệu cho thấy Fed đang quyết tâm chống lạm phát cao. Một loạt các thành phố ở lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc, trong đó có Thượng Hải, Thành Đô, đã hứng chịu đợt nắng nóng trên 40 độ C trong 2 ngày qua. Còn trên toàn Trung Quốc thì đã có hơn 90 cảnh báo đỏ được kích hoạt. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo gồm 3 mức của Trung Quốc. Thành phố Thượng Hải, trung tâm thương mại với 25 triệu dân, đã phát cảnh báo đỏ lần thứ hai trong vòng 4 ngày qua khi nhiệt độ tại thành phố này được dự báo có thể vượt 40 độ C. Ở mức cảnh báo này, người dân được khuyến cáo hạn chế hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động xây dựng và hoạt động ngoài trời. Tại tỉnh Chiết Giang, cơ quan chức năng tỉnh đã phát kỷ lục 51 cảnh báo đỏ trong một ngày. Nhiều người đã phải nhập viện do say nắng, thậm chí tử vong. Thời tiết nắng nóng đã kéo dài suốt 30 ngày qua tại Trung Quốc. Đây là đợt nắng nóng khắc nghiệt, dai dẳng, rộng khắp trên nhiều địa phương. Còn tại Hàn Quốc, các nhà môi trường và người dân đưa ra một phương pháp khá độc đáo nhằm kêu gọi chính phủ có biện pháp mạnh mẽ hơn trong vấn đề ô nhiễm không khí. Đó là gửi đơn tới tòa án, với các nguyên đơn là trẻ em, thậm chí còn chưa chào đời. Các luật sư và các nhà hoạt động môi trường đánh giá sẽ phải mất nhiều năm để tòa án đi đến phán quyết. Dù còn nhiều tranh cãi, kế hoạch này vẫn tạo ra một sự quan tâm rất lớn trong dư luận về vấn đề môi trường trong bối cảnh chất lượng không khí suy giảm rõ rệt khi các hoạt động sản xuất và đi lại khôi phục sau đại dịch COVID-19. Cơ quan Dự báo Thời tiết Mỹ cho biết hiện tượng thời tiết La Nina có thể tiếp diễn qua năm 2022, song tỷ lệ hình thái thời tiết đặc trưng này trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tại Bắc Bán Cầu giảm khoảng 60%. Chu kỳ khí hậu La Nina đang tác động đến nhiệt độ toàn cầu và khiến thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn. 70% khả năng sự kiện La Nina sẽ kéo dài cho đến ít nhất là tháng 8 tới. Một số dự đoán thậm chí còn cho thấy nó có thể tồn tại đến năm 2023. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là chu kỳ La Nina kéo dài 3 năm liên tiếp lần thứ 3 ở Bắc Bán Cầu từng được ghi nhận kể từ năm 1950. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.